Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xào bí đỏ mà bí non, mình xào tỏi nha. Đó. Gia vị thì bình thường thôi, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, tỏi, ớt, tiêu. Đó. Sau khi mình xào tỏi xong thì bây giờ chính là mình sẽ bỏ rau màu vào thôi, bỏ hành ngò, rau màu, rau thơm vào. Đó, sau khi mình bỏ rau màu, rau thơm vào nó ngon lành, bây giờ mình cho ra dĩa này. Đó. Hello các bạn. Đó, sau khi mình đã xào xong rồi mình sẽ đưa ra dĩa này. Là mình xin mách cho các bạn biết là cái món bí này, bí non này mà xào với tỏi. Gia vị thì có là hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, tỏi, tiêu, nhưng mà đặc biệt là chữa mụn bệnh rất là hữu hiệu và nhanh lành, ok. Đó là bệnh chữa bệnh đói bụng. Hãy xào tỏi thơm lên mà mình ăn với cơm, nó là chữa nhanh gấp cái bệnh đói bụng. Các bạn không tin hãy làm xem là mình nói có đúng không. Ok, các bạn thấy hay và ngon sẽ cho mình một like, một chia sẻ. Xin chào và tạm biệt. Đấy, cực kỳ ngon luôn, đơn giản mà cực kỳ ngon. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món chiên một món chả tôm. Đấy. Đây là chả tôm nha, chả tôm đất. Đó. Thì những món ăn dân dã mà đơn giản nhưng mà lại ngon. Cái này chả tôm đất nha mọi người. Mình quay vừa lán vừa quay nhiều khi nó không chuẩn lắm. Chả tôm này ăn là ghiền luôn. Rồi sau khi mình đã chiên xong rồi đưa ra dĩa rồi đó. Ok, chả tôm đất cực kỳ rất là ngon. Mọi người thấy ngon thấy hay mà cho mình một like, một chia sẻ, mình có động lực mình ra thêm những món ngon. Cảm ơn mọi người nhiều nha.